bắt đầu vào nhà này. Qua một cái cổng này. Mở cổng. Đúng rào cổng luôn đấy. Thế là bước qua. Như không ở nhà sao không? Như trong nhà không. Lâu lắm không vào chơi. Chào mọi người nhá, hôm nay mình sẽ đưa tất cả mọi người vào xem là rất là nhiều chim luôn, đủ các loại chim đẹp cực kỳ luôn. Cả khu vực này chỉ có đúng một ngôi nhà này của nhà anh ấy thôi. Nuôi toàn ngan gà vịt với lại chim cò các kiểu, thân cây to như cả khu vực này chỉ có một mình nhà anh ấy. Đi theo mình. Chào con. Đi vào xem có ai nhà không. Ui giời ơi này, vẹt đẹp chưa nghe, nhiều vẹt chưa này. Một con này, nhiều vẹt thế. Hai con này, ba con này, bốn con này, năm con này, sáu con này, bảy con này, tám con này, chín con này, mười con, mười một, mười hai ngoài vẫn còn này, 13 con, 14 con, 15 con. Đẹp nhỉ. Không ai ở nhà hôm nay đi đâu hết. Mày vào chơi không ai ở nhà. Đi đâu nhỉ? Anh em nào có thích vẹt không này? Các loại vẹt nhá, con này đẹp chưa này? Mấy con đẹp. Con đầu tiên này đẹp nhất này. Nhìn con này đẹp nhỉ, con này đẹp trai thế. Ui xinh chưa này. Đẹp chưa. Đấy, đẹp luôn nhé. Thăm nhà người quen mà không ai ở nhà, hôm nay lại buồn thế nhỉ. Ui giời, nhan gà vịt này ông nuôi này, nhiều thế. Đấy. Không tội không ai ở nhà, đi đâu hết rồi nhỉ. Đi sang bên này xem này. Chim này. Một mình ở trong một cái quả đồi này. Chăn nuôi các kiểu. Nhan gà vịt. Anh ơi. Nhìn anh ơi. Đi đâu rồi nhỉ? Chung quanh nhà chủ yếu là ngan. Chi bồ câu nuôi trong này. Ui dồi, vẹt thì kìa. Đàn kìa. Nhiều chưa? Ui chim này. Đây, nhiều vẹt chưa? Vẹt. Chủ yếu là vẹt.